cận gương mặt like hàng của cặp rồng con nhà Sam. Một ngày xài có mấy miếng tả, uống mấy bình sữa, khóc có một chút xíu, rồi bế một chút xíu, giấy mà bà già phải chửi lên chửi xuống. Mẹ Miệp tiết lộ lý do không muốn công khai ông xã. Tiên đó là mình tôn trọng quyết định của anh, tại vì không phải ai cũng thích cái sự chú ý, không phải ai cũng thích được mọi người chú ý. Bản thân chồng Sam là một người sống rất là ảnh, có cuộc sống rất là đơn giản á, và anh cũng khá là khép kín. Và cái thứ hai nữa thì quan điểm của Sam trong tình yêu từ trước đến bây giờ luôn nha, là Sam không có thích công khai cái chuyện tình cảm của mình, không có thích public cái chuyện tình cảm của mình. Sau khi hạ sinh cặp rồng con, một trai và một gái, Sam đã chính thức trở thành thành viên của hội mẹ bỉm mê con. Thời gian gần đây, cô dần cởi mở hơn khi chia sẻ những hình ảnh của hai cục cưng. Cô tạo các trang mạng xã hội để lưu giữ những hình ảnh của hai em bé. Những khoảnh khắc đáng yêu của hai thiên thần nhỏ ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Mới đây nhất, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh của hai bé Ai-jin và Ai-jun. Cô so sánh sự thay đổi của hai bé khi vừa tròn 1 tháng tuổi và hình ảnh ở thời điểm hiện tại. Có thể nói, cả hai bé đều trộm vía phát triển tốt cả về chiều cao lẫn cân nặng. Bé Ai-jin được mẹ làm điệu từ bé. Cô bé được mẹ diện áo hoa xinh xắn, đôi má bánh bao bụ bẩm của cục cưng khiến cho biết bao cô chú rụng tim. Phía bình luận trong bài viết của cô bé, bài nhân vlog cũng tranh thủ khoe bảo bối của mình. Cả hai bé trộm vía đều sở hữu đôi má bánh bao hồng hồng đáng yêu. Bé Ai-jun cũng nhận được sự yêu thương của đông đảo khán giả. Cậu bé có gương mặt được dự đoán giống bố Hàn Quốc khi sở hữu đôi mắt một mí. Nhiều người hâm mộ cho rằng chồng của Sam có gương mặt điển trai, phong độ dù chưa từng lộ diện trước công chúng. Cả hai bé dù sinh đôi nhưng vẫn có những nét đặc trưng trên gương mặt mình. Việc chia sẻ hình ảnh của hai nhóc tỳ được khán giả yêu thích, song Sam và chồng không cùng quan điểm trong việc chia sẻ hình ảnh con lên mạng xã hội. Chồng Sam muốn giữ sự riêng tư cho các con, còn Sam lại muốn khoe hai thiên thần nhỏ của mình và chia sẻ thật nhiều khoảnh khắc khi được làm mẹ. Cô chia sẻ sau khi hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì anh tôn trọng quyết định của tôi. Anh nói tôi muốn chia sẻ ảnh con thì cứ chia sẻ, nhưng khi em bé lớn hơn, bắt đầu có suy nghĩ và quyết định riêng nếu con không muốn đăng hay chụp hình. Quay clip thì anh muốn tôi tôn trọng con. Sam xem việc đăng tải hình ảnh của con là lưu lại những kỷ niệm đẹp để khi hai chị em khôn lớn sẽ có thể xem lại những ngày mình còn nhỏ. Từ khi sinh con, Sam có chồng và mẹ đồng hành trong quá trình chăm hai em bé. Cô cho biết mỗi khi mình có công việc cần xử lý, chồng sẽ ở nhà giúp mình chăm con. Mặc dù có chồng kề cạnh nhưng sau khi sinh xong cô vẫn gặp vấn đề về tâm lý. Không ít lần cô khóc nhưng không rõ lý do. Nhiều lần chồng phải hủy các lịch trình công việc để ở cạnh cô, đảm bảo vợ cần anh sẽ có mặt. Trước đó, trong dịp đầy tháng nhóc tỳ, Sam đã đăng ảnh cùng chồng bế con nhưng dùng những nhãn dán để che khuôn mặt đối phương. Từ khi được cầu hôn, đăng ký kết hôn đến ngày sinh nở, Sam vẫn quyết giữ kín thông tin về ông xã. Nữ diễn viên cho biết anh là một doanh nhân, tâm lý và thông cảm cho công việc của vợ. Khi Sam tái xuất sự kiện thì chồng nhận trách nhiệm ở nhà chăm sóc hai con. Trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi về người chồng của mình, Sam thẳng thắn chia sẻ chồng cô là người khá hướng nội, không chơi mạng xã hội và cũng không tương tác trên mạng xã hội. Ngay cả nữ diễn viên cũng không thích công khai chuyện tình cảm của mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.